Hành trình khám phá tiếp tục. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bắt rít cùng với mình nha các bạn. Thì bây giờ mình bắt được 3 con các bạn. Con rít mình mới bắt vô là con rít nó bự lắm đó. Con rít nó bự hơn ngón tay cái của mình luôn đó. Đó, bây giờ vô mùa mưa các bạn. Với lại vô đây dịch nè, không có làm gì hết, đâu ra tiền hết. Tâm ra là mình đi kiếm đồ ăn ha. Thì bây giờ mình các bạn sẽ đồng hành cùng mình để đi bắt rít nha. Những con rít này vô mùa mưa á, vô đúng cái mùa nó như mùa này các bạn, thì nó mới leo lên cây nha, chứ không mà nó không có lên đâu nha các bạn. Đó, các bạn thấy con rít đó không? Con rít đó bự lắm nha các bạn. Các bạn thấy ghê không? Nó bự hơn con tự cái mình luôn á. Và tại vì quay không có sát, làm ra các bạn thấy nó nhỏ nha. Ồ, nó chạy kìa các bạn, thấy không? Mình bắt nãy giờ cũng được mấy con các bạn. Nãy bắt được 3 con, nhưng mà cái lúc mà mình không quay á, đâm ra là nó cũng bắt được mớ rồi nè. Bây giờ nói chung là cũng được các bạn, cũng khá khá đó. Quá hấp đấy, em ơi. Tôi rít về kiếm mồi ăn mùa Covid nha. Đây rít nè, rít cũng bự các bạn. Chào bà cối. Mày đâu? Bắt được bây giờ cũng được vô đây rồi nè. Được mớ rồi, ngày mai làm ăn các bạn nha. Mai làm món rít nè. Đây con nữa các bạn. Đâu? À kia con. Để bắt này cái các bạn nha. Mưa rít nở nằm ở dưới cái máng này nè. Trên mưa ướt nhưng nằm ở đây. Ở đây. Đây nè. À. Ha, nằm ha. Nay mùa này lên rít lên cây các bạn. Con nhỏ nè, nó bự mấy. Tiếp tục đi. Đây một con nữa. Mới người đi bắt nè các bạn. Được không? Con. Hả? Được sao? Được mới rồi chú. Con. Hả? Có mấy con bắt mai làm ăn. Mai chiên ăn. Có mấy người đi bắt các bạn. Đi. Bữa nay rít có lên á. Bích chào bà cối luôn. Bích lại con lít luôn anh em. Trời ơi bích. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi bích. Thấy đèn chạy á. Thấy đèn chạy nè. Các bạn thấy bích nó bự bằng cái này của mình luôn nè. Đưa chưa nè. Quá bự. Quá hấp rít. Mưa tới.
đang con đó các bạn ơi. Đây con kích kích nái. Mình kích bự mình kêu kích nái nha. Còn mấy con kích nhỏ nhỏ mình kêu kích con. Đây con này nhỏ này con này. Đây xé con nó bò. Trời nó bò cao quá. Ủa chưa? Quá luôn các bạn. Quá ngon, quá trời luôn các bạn ơi. Đây nè, đây con to ấy. Nó có rồi, nó có mấy cây liên tiếp luôn. Mình đây mưa nó vậy đó. Mùa dịch nữa, xong ra là không có gì. Mùa mưa đi kiếm rít ăn đi các bạn. Khổ lắm. Có gì ăn đó. Còn nó bò lên chặn tới cái thùng luôn. Quá dữ. Tiếp tục đi các bạn nha. Tiếp tục đi kiếm tiếp tục. Đó con rít. Nè. Này rít nhỏ nè. Đầu này có. Nhỏ các bạn. Bự lắm. Bạn thấy trên đây ướt nè, mà dưới đây nó khô ha. Rồi anh nằm đây. Khô lắm. Đi luôn hả? Chạy vòng nó thử ra vòng lại. Vòng hướng nào? Đây nè. Đây con nữa các bạn ơi. Nè ở đây cái ướt nè các bạn thấy không? Ở đây là cái máng trời mưa. Còn đây là cái miệng miệng nó khô nè, xong ra nó ở đây. Con gì cũng vậy, nó khôn lắm, nó ngu đâu. Đi tiếp tục nha. Cũng gần đủ ăn rồi các bạn. Đâu có ha. Đọc thiệt. Đây con nữa. Giờ nó con nhỏ. Giờ nó đang nằm ưa chạy trời. Chuồn. Trời ơi. Mới lên. Rít này chưa phơi bú nè anh em. Nè thấy không? Đang vút râu nè. Đó, nhỏ lắm, trong ra anh bỏ nó nghe. Bỏ đó. Tha nó đi. Kiếm
vô hồi bú đi. Mình thì đang rửa xe bên đó ha, thì mình đi. Bây giờ mình được như đây nè các bạn, tại vì mình đi mình đổ đá, bỏ lá vô các bạn, bỏ lá vô để cho nó được có nó đỡ cắn lộn ha. Thì rít á, rít là mình bỏ chung với nhau là nó sẽ cắn lộn dữ lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ lá ra nè, bỏ lá cho các bạn coi ha. Bắt nhiều lắm, bắt được khoảng ký rưỡi luôn á, ký rưỡi hay ký gì. Bỏ lá cho các bạn coi, rít mùa lắm. Mùa này không nhận sao mà rít đi trúng luồng đó các bạn. Bự quá trời lắm, bự. Ôi. Đầu kẹp luôn, quá luôn. Rồi thôi, à, bây giờ mình kết thúc clip ở đây nha. Bây giờ ngày mai mình sẽ ban ngày mình sẽ làm cái clip chế biến đó cho bạn xem. Hẹn các bạn ở clip chế biến nha. Rồi sau một thời gian mình đi bắt các bạn ngủ đêm tới sáng thì bây giờ mình được như đây nè. Ha, thì bây giờ mấy rít nhà nó cũng quấn vào nhau đâm ra nó cũng chết các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm nó nha các bạn ha. Mình sẽ đổ nó ra ở phía bên đây đi, mình bắt ở phía bên đây ha. Nó quấn vào nhau đâm ra mình cầm nó dễ nè. Đổ hết ở đây ha. Đổ hết rồi. À, ha. Như đó đó. Rồi bây giờ nè. Bây giờ mình sẽ làm nó nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị ra đã một miếng xôi sẵn ha. Bây giờ mình sẽ chế nước xôi vô cho nó giảm cái mùi nó ha, như là nó chết thì dễ làm hơn. Rồi công đoạn chế nước xôi mình không có quay ha.
chế xong các bạn quậy lên nha, quậy lên cho nó đều, chết nó rồi đó, quậy lên cho nó săn lại mình dễ làm. Bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Các bạn làm thì bạn để ý nè, rít này bự các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ cắt từ ở trên đây nè. Ha. Đây mình chỉ cho các bạn ha. Từ ở trên đây cắt xuống tới cái đuôi luôn. Tại vì trong đây á con rít nó ăn các bạn. Khi mà mưa nó ăn trùng, nó ăn tạp lắm, cái gì cũng ăn hết. Đâm ra các bạn phải mổ ra. Còn các bạn móc hết trong ruột ra, chỉ chừa thịt với lại mỡ trong đây thôi, nghe không? Còn các bạn không móc á thì ở trong nó sẽ rất là dơ nha. Mình ăn nó sẽ vi khuẩn không à. Làm cắt nè. Ra vậy. Các bạn đưa vàng nè. Thấy mấy lớp này không? Lớp này nè. Các bạn phải lọc nó ra nè. Dơ ứng không? Đó. Lọc ra. Cứt nữa các bạn. Thấy không? Rất là nhiều. Nó ăn im cái bụng nó luôn mà.
chanh xong rồi đó, bóp muối rồi á, các bạn để ráo ha, mình để ráo để ra nè, đó, các bạn phải để ráo, đó, nó ráo thì mình chiên nó giòn là ngon ha. Rồi tiếp theo nè, các bạn chuẩn bị cho mình tỏi với lại hành ha, thì các bạn để vô chỗ mình gần chỗ này bỏ vô, rồi mình đã chuẩn bị sẵn luôn nè, đó là cái này là tỏi với hành mà các bạn sắc một lụ nghe không, đó, rồi bây giờ mình sẽ chiên nè, chiên rít ha, cái món này là cái món rít, rít chiên nước mắm tỏi ớt các bạn. Thank you.
sau một thời gian mình chế biến các bạn. Thì hiện tại bây giờ là món rít chiên nước mắm tỏi ớt của mình đã xong ha. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cho các bạn xem nè. Giống như nó giòn các bạn. Nó giòn, nó nát ra rồi. Nó giòn ra. Đây. Trời ơi, nó giòn. Trời nó giòn các bạn ơi. Nè. Bây giờ mình lấy yên con không được, đâm ra thành cái thành vậy đây ha. Bây giờ mời các bạn thành con đi. Rồi, mời các bạn nha. Mời các bạn ha. Trong một thời gian cực khổ giờ đã thành quả của mình đã ok. Ngon. Giòn. Ngon giòn và thơm lắm các bạn ha. Mình ăn một miếng tỏi nha. Ngon lắm. Miếng lá chanh nè. Tỏi lá chanh. Ui trời ơi. Nó giòn quá các bạn, nó hơi giòn. Thành ra nó sẽ hơi bị giòn quá nó ấy. Rồi mời các bạn nha. Rồi ok. Chấm miếng luôn. Ngon. Ok, đây. Mình sẽ kẹp miếng lá chanh. Miếng tỏi. Ha. Chấm nước chanh. Rồi bỏ vô miệng nha. Ngon. Cái mùi vịt các bạn, mùi vịt mà đi kiếm những cái món này ăn nó rất là ngon. Tại mùi vịt nói chung ai khó khăn hết. Cái đầu đồng, có đầu đồng, đầu ruộng rồi nọ, mình đi mình tìm mình ăn cho nó tốt sức khỏe, với lại nó đỡ tốn tiền các bạn ha, chứ gì đâu có ai làm bao tiền đâu. Thôi bây giờ cái clip mình tạm thời kết thúc đây nha. Các bạn nhớ đi bắt tích rồi làm cái món rít chiên nước mắm tỏi ớt này ngon lắm các bạn nha. Rồi xin chào các bạn nha.